Như anh cam kết với em ấy. Ấy nhớ đây like một cái like nào anh hiểu em thực sự là em nhớ là em có kiểm gì vừa nãy anh mà. Khánh hỏi là không biết là thật hay là trêu, nhưng mà cái câu hỏi này ấy, em mới đáng lẽ ra em phải là người hỏi Khánh. Bởi vì sao? Khánh em Khánh thì không theo dõi em, nhưng mà em có theo dõi Khánh và em thấy cái Khánh là cái thời gian vừa rồi đấy, thời gian vừa rồi đi ghép đôi. Thế chị biết gì về em nào? Bây giờ chị cho em cái cảm nhận là chị biết gì về em nào? Chị nghĩ gì về em, đang nghĩ gì về em? Em là con người như nào, tốt bây hay giờ xấu? chị không nghĩ một cái gì, nhưng mà chị thấy Khánh đi ghép đôi xong là vì sao ghép được, ghép ghép được rồi xong rồi Đâu, ghép được cái bà chị tại bên Hàn Quốc, bà không bao giờ về Việt Nam đâu, 3 năm bà về một lần. Ông ấy ghép cho mình quả 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 bà chị bên Hàn Quốc, ba đứa Khánh, con rồi. Khánh Sử Cai vẫn chưa có vợ chia à? Tay chồng vẫn phải đi ghép đôi à? Em có vợ nhưng mà chia tay rồi. Nhưng mà bây giờ chị Lênh Đênh là cũng đang độc thân đúng không? Chị A Vi ấy. Chị độc thân mà. Thì em cũng đang độc thân mà. Em cũng đang độc thân, thực sự là em đang độc thân. Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh ơi. Em xem có anh nào hoặc là ai ế vợ đấy thì là mối chị mình với chị đang ế này em này. Ôi trời ơi. Cứ bình tĩnh đi. Em xem hàng đi. Anh Hiếu ơi. Hôm nay có nhân có tiện có tất cả anh em đây thì anh làm cái lễ chia tay người yêu đi. Ừ. Mặt trăng. Bây giờ như này nhá. Thì Đanh Đanh là Vi đang độc thân, mấy em cũng đang độc toàn thân đây. Thì chị em mình có thể là gặp nhau mà giao lưu và cỏ sát một hai xét. Mất gì đâu, đúng không? Nó có mòn được đâu mà sợ. Đôi bên đều quân lộ. Cái vấn đề mòn thì đúng. Không sợ mòn, nhưng mà chị sợ là cái vấn đề mòn ấy thì chị lại không sợ. Mà chị lại vui. Khánh ạ, biết đâu mình phải giúp nhà nước tăng làm tăng dân số em nhỉ? Biết đâu lại hợp nhau này, gặp gặp nó lại ra gì thì sao, đúng không? Mình có hại ai đâu đúng không? Hợp thế thì cách mình thì là người kêu anh Hiếu à? Nhưng mà Khánh ơi, từ nãy Khánh cứ gọi bạn không phải là người yêu. Chị hơi mặc cảm. Em gái, em thì gọi em nhá. Ừ. Gọi em nhá. Không, chị đấy, chị không phải, chị nhiều tuổi rồi. À, thế nhưng mà Hà Vi định muốn gọi là em này. À, sao cơ? Không, nhưng mà Vi ít tuổi, Vi đến sinh năm gần 90 cơ mà, 90 cơ mà. 90 hơn cái nhà 2 tuổi mà. Thế bây giờ chị em thì 80 thì chị không nhân chị ít thôi tuổi hơn em mà đúng không? Chị 80 là chị hơn, kém em 12 tuổi đấy. Ôi, đây đấy. Khánh một giáp đấy. Ừ, một giáp đấy. Thì là kém mà, thì là 80 bằng 12 em hơn. Nhưng mà Khánh ơi, với chị Bình này, ít hơn một giáp hay là hay nhiều hơn một giáp không quan trọng. Đấy, cái quan trọng nhất đấy là sao mà nó hợp với vai nhau đấy, ý chưa? Đấy. Được rồi, sợ quá ha. Đúng rồi, em thích chị em thích chị đã tuổi tác mà không quan trọng, tuổi tác không quan trọng. Ừ, đúng rồi, quan trọng là hợp nhau đấy. Đấy, đang có cái vụ thanh niên 26 tuổi yêu bà 62 tuổi đây, cái gì mà sau mai mấy cả gì thu sao gì Cao Bằng này. Ừ. Mẹ Boeing nghe bớt là vừa nãy mình thầm mầm. Quan trọng gặp tuổi tác có cảm xúc. Quan trọng Khánh ơi, quan trọng gặp nhau có cảm xúc là xúc được luôn, hiểu không? Nó mà gặp nhau nó không có cảm xúc thì không xúc được, nhưng nếu khi nó có cảm xúc rồi là xúc. Như này đẹp trai đấy. Nói chung là anh Hiếu đẹp trai đấy. Trên phương diện là tôn trọng lẫn nhau và quý mến nhau thì tổ chức gặp nhau. Thứ hai nữa là gì? Là gặp nhau mà hợp thì nó đi đến lâu dài, không thì vẫn vui vẻ là bạn bè, có gì đâu. Chơi với nhau có gì đâu. Đúng rồi. Chứ không phải gì đâu. Thế anh Cường tìm vợ là đi nào? Anh Cường tìm vợ này nằm cứ như là liệt giữa công tử thì làm ăn gì mà vào đây tìm vợ làm? Đồ. Anh nằm chị nói cái gì không? Chị nói cho Khánh biết nhá. Không đố bọn em được như anh Cường đấy. Anh Cường mà là người sướng đấy. Bọn em phải nằm trên, anh Cường nằm dưới để hưởng thụ. Sướng không? Quá sướng. Thế nhưng mà em thì cả trên cả dưới mà cả đứng ngang cũng dọc được hết mà. Nhưng mà em phải đổi, nhưng mà riêng Cường không phải đổi. Cường chỉ có nằm thế là Cường hưởng thụ thôi. Vậy là Cường... Ừ, đây.